Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tô Lâm chỉ còn cách duy nhất là bắt cóc bài nhàn từ Đức đưa về nước. Ngày 29 tháng 7, một nguồn tin nội bộ cho Thời báo chấm đề biết, từ mấy năm nay, Tô Lâm đã cho đàn em trong Bộ Công an đi lùng sụp đủ kiểu, bắt bớ nhiều người trong công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn để tìm ra bằng chứng nhằm trước phế Thủ tướng Phạm Minh Chính. Nhưng cho tới nay vẫn không thành công. Và đây là hình bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Trước tình trạng bất lực này, Tô Lâm hiện đang cho đàn em vơ vét những nhân viên còn lại ở AIC, cho bắt hoặc câu lưu nhân viên làm thầu, nhân viên địa bàn, lái xe, thư ký của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, thậm chí đang truy tìm cả người giúp việc nhà. Tô Lâm hy vọng tìm ra được chứng cớ gì đó, thí dụ tìm ra nhân viên trung gian cầm tiền hối lộ của bà Nhàn đưa cho ông Chính. Qua đó cho thấy ông Chính rất cao tài, ông Chính gốc là công an với cấp bậc trung tướng, và từng giữ chức phó tổng cục trưởng tổng cục tình báo bộ công an nên ông chính quá am hiểu nghiệp vụ không đời nào để lại dấu vết như tô lâm hy vọng những điều kể trên cũng cho thấy phạm minh chính chưa chịu bỏ cuộc đua trên giành ghế tổng bí thư và đang có những nước đi khác thực tế nếu trung ương đảng bỏ phiếu bầu tân tổng bí thư ông chính có khả năng cao giành chiến thắng vì vậy tô lâm đang điên cuồng và làm mọi cách để tìm bằng chứng ông chính ăn hối lộ và đây là hình thủ tướng phạm minh chính hồi năm ngoái tô lâm thành công dẫn độ được kế toán trưởng aic đỗ văn sơn đưa về nước ông sơn bỏ trốn ở các tiểu vương quốc ả rập thống nhất tô lâm đã khai thác triệt để đầu mối này nhưng cũng không có kết quả gì tô lâm chỉ còn cách duy nhất là bắt cóc bà nhàn từ đức đưa về việt nam có thể nói trận đấu chung kết giữa tô lâm và chính là trận thư hùng giữa hai tướng công an tranh giành ghế tổng bí thư theo đồng đoán, bà Nhàn chính là em gái mưa của thủ tướng, thậm chí hai người còn có một con gái chung hiện đang ở Anh. Bà Nhàn đã bị các tòa án ở Việt Nam xử vắng mặt trong ba vụ án khác nhau. Đầu tháng 1 năm 2023, tòa Hà Nội tuyên phạt bà Nhàn 30 năm tù với hai tội danh vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Đây là vụ xảy ra ở Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai. Tháng 10 năm 2023, Tòa Quảng Ninh tuyên phạt bà Nhàn 10 năm tù do chủ mưu trong vụ thông thầu ở Bệnh viện Nhi Quảng Ninh vi phạm quy định về đấu thầu. Tháng 7 năm 2024, Tòa án thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bà Nhàn 24 năm tù về tội đưa hối lộ và vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Liên quan vụ án này xảy ra tại Trung tâm Công nghệ sinh học thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, bà Nhàn còn bị khởi tố trong vụ án thứ tư xảy ra ở Sở Y tế Bắc Ninh. Và đây là hình bí thư Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký. Liên quan cuộc đấu Tô và chính, ngày 28 tháng 7, nguồn tin nội bộ cũng cho thời báo chấm đề biết, khả năng cao Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký sẽ bị bắt. Hiện ông Ký đã bị triệu tập về Bộ Công an ở Hà Nội để thẩm vấn. Vụ này cũng nhằm gây sức ép lên Thủ tướng Phạm Minh Chính, buộc ông rời cuộc đua. Sau 2 năm, Tô Lâm cài cắm Đinh Văn Nơi ở Quảng Ninh. Ông Nơi đã hoàn thành nhiệm vụ lập hồ sơ đen của lãnh đạo tỉnh này, trong đó có ông Nguyễn Xuân Ký. Với đầy đủ bằng chứng trong tay, Tô Lâm có thể bắt ông Ký cũng như các lãnh đạo Quảng Ninh khác bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, không rõ những vụ bắt bớ này sẽ tác động như thế nào đến ông Thủ tướng. Được biết, ông Nguyễn Xuân Ký từng là tay hòm chìa khóa cho ông Phạm Minh Chính. Khi ông Chính làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, thì ông Ký là chánh văn phòng tỉnh ủy giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2013. Không rõ ông Ký biết được bao nhiêu bí mật của ông Thủ tướng quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tô Lâm chỉ còn cách duy nhất là bắt cóc bà Nhàn từ Đức đưa về nước. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thả báo .d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin giới nghiên cứu quốc tế đánh giá như thế nào về tổng trọng. Ngày 26 tháng 7, BBC Tiếng Việt có bài Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Ngang, Lê Dưỡng. Theo đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 13 kỳ đại hội với 12 tổng bí thư và chủ tịch đảng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong những nhà lãnh đạo cao nhất tại vị lâu nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tính sau năm 1986, ông Trọng là người giữ chức tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nhiều nhiệm kỳ nhất đồng thời phá lệ cả về giới hạn số nhiệm kỳ và giới hạn tuổi tác. So với các đời Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, từ khi đảng lên cầm quyền năm 1945 đến nay, ông Trọng là người giữ chức vụ Tổng bí thư lâu thứ nhì, 13 năm, từ năm 2011 đến năm 2024, chỉ sau ông Lê Dưỡng là 26 năm. BBC cho biết, ông Trọng đã được bầu vào bộ chính trị tại hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương đảng khóa 8. Và đây là hình bài trên BBC. Như vậy, ông Trọng đã có 27 năm là ủy viên bộ chính trị, cơ quan bao gồm những nhân vật quyền lực nhất trong hệ thống Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Nguyễn Phú Trọng là người cao tuổi nhất giữ chức vụ đứng đầu Đảng, khi qua đời ông thọ 80 tuổi và từng kiêm cả hai chức vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. BBC dẫn lời giáo sư Alexander Vuong Win tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á Thái Bình Dương ở Hoa Kỳ đánh giá rằng: Nếu xét về hai tiêu chí quan trọng nhất của một người làm quan là liêm khiết và trí công vô tư, thì ông Trọng có thể sánh ngang với Hồ Chí Minh và Nguyễn Văn Linh và hơn các tổng bí thư khác. Ngoài ra, bản thân ông Trọng là nhà lý luận, nên về mặt này, ông chỉ kém Hồ Chí Minh và Trường Chinh, ngang hàng với Lê Dưỡng và hơn các tổng bí thư còn lại. Tuy nhiên, giáo sư đánh giá rằng, về mặt thực hành, ông Trọng không phải là một nhà tổ chức tốt. Và đây là hình cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. BBC trích lời giáo sư Abuja từ trường National World College tại Hoa Kỳ cho rằng ông Trọng đã tạo được dấu ấn cá nhân trong bộ chính trị mà những người tiền nhiệm của ông không làm được. Ông Trọng là một nhà tư tưởng cộng sản trọn đời và chỉ có 5 năm ở vị trí không chuyên trách về đảng, đó là chức chủ tịch quốc hội. Trong bộ chính trị có cơ chế lãnh đạo tập thể, nhưng ông Trọng có nhiều quyền lực cá nhân hơn, xét về bề dày công tác và tuổi tác. BBC dẫn lời giáo sư Alexander Vung Vin cho rằng, ông Trọng muốn nhốt quyền lực trong lòng cơ chế, nhưng chính ông lại phá cơ chế trong nhiều vấn đề, đặc biệt là khi ở lại thêm một nhiệm kỳ thứ ba, lúc đã tuổi cao sức yếu. Việc phá vỡ cơ chế này đã tạo nên một cuộc khủng hoảng trong vấn đề chuyển giao quyền lực trong đảng. Việc ông Trọng làm thêm nhiệm kỳ thứ ba từ đại hội 13 là trái với điều lệ đảng đang có hiệu lực ông đặt ra các quy định tiêu chuẩn trong đảng để lái tình hình theo hướng ông muốn nhưng cuối cùng chính ông lại bị các quy định tiêu chuẩn đó trói chân trói tay cản trở mong muốn của ông ngoài ra ông cũng không giỏi trong việc chọn người chọn đúng người là bảo vệ đồng minh và đây là hình cố tổng bí thư lê duẩn đánh giá về độ nhảy bén với thời cuộc giáo sư alexander đưa ra so sánh về ông trọng với những người tiền nhiệm như sau một đức tính quan trọng của người làm chính trị là sự nhảy bén với thời cuộc, với tình thế. Điều này rất khó so sánh vì thiếu mẫu số chung. Ông Trọng cảm nhận được nỗi bức xúc của người dân về nạn tham nhũng và kiên quyết dương cao ngọn cờ chống tham nhũng. Nhưng ông lại không dựa vào dân mà dựa vào chính quyền để chống tham nhũng vì ông muốn diệt chuột nhưng lại có mối lo lớn hơn là làm vỡ bệnh. Đây là nguyên nhân chính khiến công cuộc đốt lò của ông không bao giờ đạt được kỳ vọng. Xét về mặt đối ngoại, theo giáo sư nói rằng, ông Nguyễn Phú Trọng đã tương đối nhạy bén. Về đối ngoại, theo giáo sư Alexander Vung Viên nhận định, ông Trọng tương đối nhạy bén với tình thế sau vụ giàn khoan Hải Dương 981 năm 2014 và đã có quyết sách linh hoạt như trong quan hệ với Mỹ, gia nhập Hiệp định Đối tác Viên Thái Bình Dương, sau này là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp, tiếp của Kim Vũ với bản tin Giới nghiên cứu quốc tế đánh giá như thế nào về tổng trọng? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.